Chào các bạn, thì hôm nay Tú Nguyễn Music sẽ cho các bạn xem đây là bộ Elixir. Elixir là một cái bộ chuyên cho dây acoustic hoặc classic hoặc là dây electric, dây guitar điện ấy. Thì Elixir là một thương hiệu khá nổi tiếng rồi. Các bạn chơi mấy dòng như Taylor hoặc là Takamine, mấy dòng Pro đa số là sử dụng cái thằng Elixir này. Thì đây là một cái bộ có size là 11 52, cộng nhỏ nhất là 11 và cộng lớn nhất là 52. Thì cái cây này thích hợp cho những cái model mà của guitar thuộc cái dáng D hoặc là dáng tom neck này kia thì rất ok. Thì hôm nay mình sẽ mở cho các bạn xem thử bên trong nó sẽ có những sợi dây như thế nào. Thì các bạn, nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn đến số 3146 Phan Văn Hiển hoặc là ở bên Gò Vấp, các bạn có thể qua bên Trần Thị Nghĩ gần ngã năm đường đó, 69 Trần Thị Nghĩ, phường 7, quận Gò Vấp, thì để các bạn có thể trải nghiệm và các bạn mua những sản phẩm này, đảm bảo là chính hãng 100%. Các bạn có thể khui ra và các bạn có thể kiểm tra bên trong. Bây giờ mình sẽ khui ra mình kiểm tra bên trong để cho các bạn có thể an tâm đến các bạn mua. Đây nhá, Elixir nhá, đây dùng chữ Elixir. Bên trong nó sẽ có 6 dây, nó được bọc cẩn thận ở trong cái Elixir. Đây là kem nhập khẩu bên mình. Đây nhé các bạn. Thì đây nè, đây là cái dây nhỏ nhất, đây là dây mi, mi 4 ấy. Dây mi này gồm tất cả là 6 cộng. Giờ mình sẽ mở cho bạn xem cái cộng mi nha. Cộng mi từ dây này rất là nhỏ. Đây, đây là cộng dây mi. Các bạn cứ mở ra bằng test, khi các bạn mua các bạn cứ mở ra bằng test là thoải mái. Bên mình là hàng chính hãng nên mình cũng không có sợ gọi là hàng giả, hàng mạo, không cho bằng test. Giờ mình sẽ mở cái cộng dây mi bự nhất. Đây là cộng dây mi. Thì các bạn mua thì bên mình sẽ cái giá này sẽ là niêm yết của Việt Thương. Thì 3146 cũng có bán Elixir hoặc là Radio hoặc các thương hiệu khác nổi tiếng của Đức này kia như là Able này kia ấy, thì nó có hết. Dây 52 size lớn nhất của Elixir. Các bạn nhớ nha, đây là thương hiệu của Mỹ. Khi mà các bạn chơi guitar acoustic á, mình muốn đầu tư một cái cho âm thanh tốt tốt, mình nên xài Elixir, bởi vì cái chất liệu làm cho nó sẽ cứng hơn nên là cho âm thanh nghe chắc hơn. Đây sẽ là nano web, còn cái này là chất liệu nè, brom. Nó có hai loại, nó là phosphor brom và brom 80%, 20%. Đó. Thì các bạn cứ đến 3146 hoặc là 3146 Phan Thế Hiển hoặc là 69 Trần Thị Nghĩ, phường 7, quận Gò Vấp. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Thì các bạn nào mà muốn order hàng á, thì bên mình sẽ giao từ 3 bộ đổ lên. Thì các mình đặt hàng thì mình sẽ gửi hàng về cho các bạn, với điều kiện là các bạn phải thanh toán trước giùm mình. Bởi vì mấy cái hàng mình gửi đi, có nhiều bạn mình gửi đi xong mấy bạn không chịu nhận hàng nên là mình sẽ hạn chế tối đa. Cái này là quyền lợi của công ty và quyền lợi của các bạn. Các bạn mua thì các bạn có trách nhiệm trả tiền và bên mình sẽ có trách nhiệm bảo hành cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm. Thì cảm ơn các bạn đã xem video nha. Đây là acoustic guitar sting của Elixir, thương hiệu nổi tiếng, rất nổi tiếng luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.